Rồi rồi ok. Rồi rồi rồi. Rồi. Dạ thưa Công Trần, xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn ở trong và ngoài nước. Thì hôm nay Công Trần cùng với một số anh em các bạn thì cũng đã Công Trần đã nhận được một số tiền của một chị bên nước ngoài. Thì vì vậy Công Trần đã đi mua những phần quà này để phát cho các bà con hiện nay đang chỗ trong cái vùng bị phong tỏa rất khó khăn các bạn. Kính mời quý vị các bạn hãy theo dõi hết video này nhé. Đây là chốt kiểm dịch các bạn. Đó. Hiện nay anh em tụi mình đã sang bên địa phận huyện Vĩnh Cửu các bạn. Cái địa phận huyện Vĩnh Cửu là nó có một cái công ty trang xin rất lớn, khoảng 40.000 công nhân. Thì hiện vừa rồi cũng một số xưởng sản xuất tại cái công ty trang xin này cũng bị dịch Covid các bạn. Đó, vì vậy cho nên khu vực này là đa số là người dân ở đây là làm công ty trang xin là nhiều nhất. Đó. Vì vậy cho nên nó cũng vô cùng phức tạp các bạn. Mà hiện nay đi lại cũng rất khó khăn. Trong này của mình có bao nhiêu phòng anh chị? 14 phòng có bao nhiêu em bé? Có bé không? Em bé thì có 3 đứa ở bọn nhỏ đó, bọn nhỏ xíu á. 3 đứa nhỉ? 14 phòng đúng không? Phòng này nhiều em bé này. Không. Cặp sát đây luôn. Quay lại đi. Gọi cho hắn muốn đi sao đi. Cái này dầu. Cái này mình 14 phần. Anh Thanh ơi, cái này 14 phần. Anh Thanh ơi. Cái này mình mình phải chia đấy. Chia ra chứ. Lấy ra được phần. Một thùng là 12 chai dầu loan đúng không? 12 chai mỗi chai 1 lít. Chai 1 lít đúng không? Cái này xì dầu à? Đếm nhưng mà dư không lại thiếu. 14 mà, 14 thùng mà. 14 mà. 14 hả? 14 hay 12? 14 hả? Rau nữa. Rau mấy chanh nhá. À trứng nữa, vị trứng. Chanh này mình phải chia ra chứ không đủ đâu anh Thanh ạ. Còn nhiều lắm. Đây lấy cái bọc á, lấy cái bọc cho họ. Ở trên xe có bọc. Trên xe này cũng có bọc. Xe này. Bao nhiêu vị? 12 vị. Đâu 10 à? Mỗi một phòng một vị. Cái này 10 rồi. Ừ. Mỗi 14 vị à? 14. 14 vị. Đó đây là trứng này, dầu ăn này. Nói chung là đầy đủ luôn các bạn. À. Dạ. Không thôi chú ơi. Dạ. Cái này tôi muốn đi từ từ chứ không có một lần làm được. Dạ. Mấy là chú yêu. Anh Thanh biết cái này. Chanh nhà mình không còn chia nhiều bọc đâu, chia một bọc thôi để cho họ tự họ chia, chia tự họ chia cho nhau chứ bây giờ mình ngồi mình bóc từng bọc một lâu lắm còn nhiều chỗ lắm. Ừ. Đó. Mỗi người vị trứng cho hoành tráng. Đó ăn cho nó. Đúng không? Hoành tráng. Đây cả gạo luôn. Đó. Rau muống với gạo nữa. Đó, chơi như vậy đúng bài đúng không? Đó. Gạo rau à, rau ăn xào. Đấy nó phải đầy đủ như vậy. Một bó thôi, bó là ok rồi. Muốn lấy 6 bó. Hả? 6 bó nhiều. Ơ, 6 bó nhiều lắm. Làm 4 gì? 4 3 bó thôi. 3 bó thôi. 3 bó thôi còn nhiều lắm, nhiều chỗ lắm.
14 bao gạo. Đó, ba bó này là quá nhiều luôn này. Đúng không? Đây đánh nguyên xe tải lớn luôn các bạn. Đó. Rất nhiều đồ luôn. Đếm đủ mà lại thiếu cái nợ thừa cái kia là thua luôn đấy. Đủ chưa? Còn thiếu gì nữa không? À, sữa đó, sữa đó, có mấy em bé? Ba em bé cho mấy bịch sữa đi, cho ít sữa đi. Ba lốc sữa thôi. Còn nó chia nhiều người lắm, còn nhiều em bé lắm. Ờ, cho uống bữa đỡ thôi chứ không phải là... Đây, những cái phần quà này là... Những cái phần quà như thế này là của các cô chú, các mạnh thường quân ở bên nước ngoài và Việt Nam mình. Nói chung là đa số là cái phần quà này là của một chị xin được giấu tên ở bên nước ngoài. Đó, tài trợ hết... Rồi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe này qua cái mùa dịch này nhá. Dạ. Quay lại là đi đường bây giờ quay lại đi. Bây giờ quay lại đi về Hoa này hay đi không? Về Hoa An. Về Hoa An xong rồi về cái trường học đấy. Không được, cấm rồi. Chắc giờ cấm rồi, giờ khó đi rồi. Giờ về Hoa An xong rồi về trường gì ta? Cái trường học là gì ở Biên Hòa ta? Bao nhiêu tin hả? Không, là trường gì? Biên Hòa hả? Không, cái trường gì? Tí em mới nhớ được. Ừ, cái trường học gì quên mất tên rồi. Đó thì công trần cũng thay mặt một chị xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều đã chị đã gửi những phần quà vô cùng ý nghĩa cho tất cả bà con nhân dân, những bà con khu vực vùng bị cách ly cũng có vùng dân ta phòng trọ ở đây rất khó khăn các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái khu vực này là khu vực nguy hiểm nhất trong các bạn. Để hết là tí bê luôn, để hết cho đủ là bê luôn, mình để hết cho đủ là bê luôn. Chỗ này là địa điểm tiếp theo đây các bạn. Đó. Ô, cái đấy là cái đấy là tí phải chẻ ra. Một phần mà. Ừ, 11 phần. 11. Đấy là một rồi. Đây là khu vực Hóa An các bạn. Đó, đây là chợ Hóa An này. Cái khu vực này là khu vực nguy hiểm nhất trong các loại. Đó. Đó. Thì cái khu vực này là rất nhiều người thì thấy hiện nay đã bị nhiễm dịch các bạn. Đó. Các chốt kiểm dịch rất nghiêm ngặt, cái này không có ra vào được hết. Đó. Chỉ có nhân viên y tế thôi. Đó, và lực lượng công an này các bạn. Đủ chưa? 2 3 4 5 6 7 8 9 11 đó. Ủa cái này nhiều rồi, cái này sao nhiều vậy? Của anh này thêm 6 phần á. À là 11 với lại 6 là 17 phần đúng không? Đó, đây là dầu ăn này các bạn. Đây dầu ăn là 1 lít luôn nha, chứ không phải là nửa lít. Đó. Lít dầu ăn luôn. Đây nè, được chưa? Đó. Rau này chắc phải đến đâu? Đến đấy sợ cát không? Cát đất không? Đấy, có thùng không không? Đó. Xé cái thùng không nha, cát đất của người ta. Đó. Em ơi, bưng lên 10 phần dùm đi. Cái anh này nè. Đâu cái kia? Kia đó, anh ấy nhận vợ vô phát điểm hồi có hình cho mình luôn. Ờ. Đây, bảo ra đây lấy nè. Được rồi. Để đủ quá, để đủ ở bên luôn. Để đủ cho bên luôn. Nước tương xì dầu đây. Đó, đầy đủ luôn. Trứng nữa. Có trứng chưa? Chưa có trứng.
Đấy là 16 phần hay 17? Đây là 10, 11, 11 với 6 là 17. 16 là 17. 17 phần. Tới đầu kia 10 phần nữa là cho mình đi. Xong đi qua bên Long Bình. Ờ, xong qua Long Bình. Qua phường khác. Em đây là cũng đây là 10 phần thôi. Được chưa? Có chút. Một người là 10 phần, còn mấy người khác sau. Ừ, chứ không phải một chỗ đâu, đây là hai chỗ. Hai bên đây, hai bên đây, mấy rồi? Còn 12, đấy là 2 chai. Mấy rồi? 10 chai. 11 người. 11 phần hay 11 phần? 8, 11 phần riêng. Một phần riêng, cứ đi đi. Một phần riêng, hiểu không? Chỗ khác, chứ không phải một người. Châu 6 phần hả? Dạ. 2, 4. Rồi. Cái người trước. Cái này phải đếm đủ không à, sợ thiếu cái nọ thừa cái kia là đến kia mất công. Cái phần này mấy bó nó mua? 10 phần cho 3 bó. Mình cân cho đủ mà chốc là người sau này. Đi cách xa nhau ra. Có một người xúc dùng đi. Xúc dùng cho cái người sau này đi cho không dễ nữa. Đi đi. Ừ, cái chị. Nhưng mà để từ từ, để từ từ sắp đủ đó. Đứng giãn ra đi. Em bé nhỏ. Cái khu này nhiều người nhiễm dương tính lắm các bạn. Cho nên vì vậy cho nên là không thể chủ quan được. Nói chung là đầy đủ đồ luôn các bạn. À, có những cái khu vực này người ta vô cùng khó khăn luôn, vì các quán xá cũng không có, không hoạt động được. Đấy. Quán xá trong này cũng không có luôn, không hoạt động, không có quán nào hoạt động được hết. Đó. Nên vì vậy đây là khu công nhân. Nói chung là cũng nhiều người khó khăn lắm các bạn, nhiều người khổ lắm. Ờ, có bé một phần đó. Không, mỗi cái này quá ấy. Hả? 6 phần nó nhiều vậy trứng à? Ồ, trứng nhiều vậy. Mỗi người một vỉ thôi. Mỗi phần một vỉ chứ không phải nhiều vậy. Có đó nhiều đấy. Đây anh để đây cho. Được rồi. Rồi. Đó có bé đấy, còn xem còn thiếu gì, còn dầu ăn nữa, còn đấy nữa, còn chanh còn đấy nữa. Để từ từ đấy bé. Để nó đi, để đủ lấy đi bé. Bên này là bao nhiêu, 10 phần đấy? 6 bình. Ừ. Bên chị này, chị áo đen này 6 phần hả? Đủ chưa, còn ai đâu? Cái chị áo đen này còn gạo nữa nè. Có rồi gì? Thế còn thiếu gì nữa? Rồi. Đây là những cái phần quà này của chị bên nước ngoài, chị gửi cho nhá. Gửi cho bà con nhân dân ở đây. Bên này có dầu ăn chưa? Nói chung cái này vất vả lắm anh, cô chú anh chị và các bạn. Ở đây là có mấy anh em đi hỗ trợ chứ mà nói chung là một mình công trần cũng không thể làm gì được. Đó, đầy đủ luôn, rau muống chanh đầy đủ luôn. Không thiếu gì luôn.
trên xe vẫn còn nhiều lắm các bạn. Đấy, không biết là đi buổi trưa nay chắc là phát không hết rồi. Vì nói chung bây giờ cũng gần trưa rồi, bởi vì các địa điểm cách xa nhau mà phát thì không thể phát ra liền tù tì được, bởi vì đang giãn cách xã hội mấy trong những cái vùng cách ly này đó, cho nên là cũng vô cùng khó đấy. Công Trần cũng luôn luôn cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm của một chị xin được giấu tên ở bên nước ngoài đã hỗ trợ cho anh em Công Trần để đi phát những phần quà vô cùng ý nghĩa thiết thực này để cho các bà con nhân dân trong khu vực đang bị phong tỏa và khu vực cách ly các bạn. Đó, hiện nay là người ta đang vô cùng khó khăn luôn. Đó. Đây chỗ này là hai phần các bạn. Đó. Chỗ này là hai gia đình. Anh nhà hai gia đình đúng không? Đó. Anh ở khu nào? Khu vực nào? Ở trong này luôn hả? Đó, đầy đủ đồ nghề luôn. Đó. Mỗi người một bịch gạo, mỗi người một vỉ trứng, mỗi người chai dầu ăn, một thùng mì tô, một chai xì dầu, nước tương, đó, rồi rau. Chị lấy của ai? Cái này có bán kia đem cho phát cho mọi người đó. Có người khác đúng không? Người khác. Ồ, cái này phải đăng ký chị ơi. Nhá. Cái chị nào áo xanh đó rồi, 10 phần đâu? À đây. Chứ cái này không có sẵn chị, bởi vì chị phát những cái này em ơi, dạ. Cái này chị chở làm sao không khéo không bẻ hết trứng hết đồ nhá. Dạ, dạ. Để em nhờ người đi. Cái này như đây hả? Ờ cả đó nữa. Dạ, dạ. Bưng nó vô trước đi. Còn dầu ăn đủ chưa? Có dầu ăn chưa? Chưa. Thế thì chờ đủ không lấy? Dạ. Bây giờ chị bê gọn vào góc kia rồi tí kia. Đấy, dầu ăn nước tương đầy đủ luôn các bạn. Đó. Đây mười mấy phần đấy? 10 phần. 10 phần đây hả? Đó. Cô chú anh chị và các bạn thì đây là mình cái chốt này, chốt thứ ba các bạn. Đó, đây là điểm phát thứ ba này. Đó, đây là hai hẻm luôn. Đây là bên này thuộc dạng đây là bến gỗ các bạn. Đó. Đấy. Đây là quốc lộ 51, một hướng về Vũng Tàu các bạn. Đó, nhưng mà đây có mấy cái nhánh hẻm trong này. Nhưng mà hiện nay trong này bị phong tỏa hết rồi. Đó, không có vào được. Bây giờ phải ra để... 32 phần. Trong này 32 phần đúng không? Ờ, đó, ok, trong này. 32 phần trong này. Đó, trong này là hơn 30 phần nữa các bạn. Và mấy phần đông anh ơi, đâu nhỏ đó, dầu ăn này, đây rau xanh này các bạn, đây dầu ăn này đó, đây là nước tương, đây là nước tương, cho đầy đủ đúng không lấy, đầy đủ không lấy, đầy đủ không lấy. Đem rượu rồi chưa cho. Dạ. Dạ. Chờ xíu. Chờ xíu. Bỏ này đi. Lấy xe cấp cứu cho đâu ra. Dạ. Bỏ xuống đếm đi con. Đó. Đây. Lắc lên kia. Đây là 32 phần các bạn. Đó. Thì ở đây là toàn là khu vực phong tỏa mà không có vô được. Ờ đó, ok. Đó.